Trận này lọc lừa, vừa lọc lừa mà vừa để mà coi người nào hiền còn giữ mất giáo quyền Phật tiên, cái người nào mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, hay là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, còn người tu niệm sống đời thượng cổ. Cho nên cái chuyến này cho đến ngoại quốc cả thế giới đều là sau này sẽ là chết vô số sinh đến. Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa ông Út, kính thưa chú ba. Như Đức Thầy nói là lớp đau chết kể thôi, vô số thêm tà mai quái chặt đường. Như vậy thì cái đoạn này như thế nào, xin chú ba chia sẻ cho bà con nghe. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em, đồng đạo xa gần kính mến. Nhân dịp này tôi cùng toàn thể chư đồng đạo để trao đổi một cái đề nữa, là vừa qua đồng đạo hỏi tôi với hai câu: lớp đau chết kể thâu vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Bây giờ hai câu này tôi nói gọn cho nó mau vì trời tối rồi. Thì nó tắt cho mau thì lớp đau chết kể thâu vô số là gì? Cái đau chết chứ không phải là cái tự nhiên mà chết. Lớp đau chết kể thâu vô số. Chữ vô là không, vô số là không có chỗ tính đếm. Cái người mà tại sao Đức Thầy than thở là lớp đau chết kể thâu vô số, là bởi vì vừa qua năm 1919 đó, là cuối năm qua năm là 1920. Tất nhiên là tất cả từ ở nước Trung Quốc rồi các thế giới để trở về nước Việt Nam chúng ta là đau chết một trận, vừa qua là bệnh dịch cũng không khủng khiếp kinh hoàng. Đó là trời Phật cũng muốn để nhắc nhở cho chúng sanh tu hành. Mà bây giờ nếu chúng sanh mà không chịu tu đó, là tất nhiên sẽ còn gặp khổ tới hoài. Là mục đích trời Phật đã thương chúng sinh, dạy dỗ chúng sinh tu, mà không tu thì trận này là trận lọc lừa. Trận này lọc lừa, vừa lọc lừa mà vừa để mà coi người nào hiền còn giữ mất giáo quyền Phật tiên, cái người nào mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, hay là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, còn người tu niệm sống đời thượng cổ. Cho nên cái chuyến này với hai câu này Đức Thầy muốn nhắc lên cho đến ngoại quốc cả thế giới đều là sau này sẽ là chết vô số tính đếm, mà vừa qua là cái trận là 2019 rồi, mà chúng ta vừa kế đây mới đây được tung tin là nước Trung Quốc hiện giờ nó trả lại cái vấn đề mà đau chết thì rồi bắt đầu các nước hiện giờ đang hoành hành cho biết rằng là chuẩn bị làm sao phải ngừa dịch, làm sao để tránh né cái chuyện này. Mà khẩu trang thì không. Thì bây giờ thay vì chúng ta nói về sự là đây cũng là bệnh trời, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế, rồi đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổ thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Vậy thì Đức Thầy chúng ta là Phật, Ngài báo tin cho biết là người người nào mà hung ác thì không toàn tánh mạng chứ đồng đạo. Vậy thôi mình làm ác nó có lợi lộc gì đâu, thôi mình làm hiền đi, nó làm ăn ngay thẳng chân thật thiệt tình đi, thì mình sẽ còn sống sót, chứ nếu không là tiêu diệt. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo,
Vậy thì các nước thế giới hiện giờ đang hoành hành, nó không thua gì cái trận dịch là 19 vừa qua, mà hiện giờ đang bùng phát. Cho nên báo động cho tất cả đồng bào chúng ta cần phải mang khẩu trang, là chúng ta không nên đến gần cái chỗ đông người đó, để chúng ta tránh đi cái phần mà đau khổ chết chóc. Nhưng mà nói lại, chúng ta nhớ Đức Thầy chúng ta cũng biết trước chuyện này. Và hồi năm 1939-40, lúc này là cũng có một cái chuyện xảy ra bệnh dịch gọi là thổ tả, ói ỉa là chết. Người ta có thể nói rằng là nửa đêm nửa hôm mà ta đánh mỏ nghe lạnh ốc xương sống đó. Chỗ nào mà nghe đánh mỏ rồi đó là chỗ đó có người đau, người chết rồi đó. Mà chỗ này nghe đánh mỏ, chỗ kia đánh mỏ, chỗ nọ đánh mỏ, đánh mỏ tùm lum hết trơn. Người ta nói lúc này không ai dám ra đường. Cho nên vì vậy mà lúc này á, có cái ông thầy Ba Đạo, ông cũng là thầy thuốc giỏi, trị rất hay, nhưng mà dường như bó tay những cái bệnh dịch này. Mà hồi đó là dịch tả, mà bây giờ là dịch Covid-19 đó. Cho nên ông á, ông thầy Ba Đạo mới hỏi Đức Thầy như thế này: Thánh thơi, giàu đặng phước tại trời, đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp, ngàn năm ơn Đức nguyện y lời. Là ông thầy Ba Đạo hỏi Đức Thầy, nhờ Đức Thầy chỉ phương thuốc coi, chứ bây giờ bó tay, thầy thuốc bó tay. Đó, Đức Thầy dạy chúng ta phương thuốc quý vị à. Chúng ta nghe lời thầy chỉ dạy một phương thuốc này mà chúng ta không thể nào quên được. Đó là gì? Đức Thầy nói: thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tử trì tâm là phương pháp. Nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Như vậy thì Đức Thầy giới thiệu cho biết rằng sau này có bệnh dịch, dịch tả hoặc là dịch Covid-19, hay là hiện giờ ở Trung Quốc đã bị, thì chúng ta đây chuẩn bị niệm Phật rang lên đi, niệm Phật nhanh lên đi, niệm Phật ráng tu đi. Chỉ có pháp môn niệm Phật này mới có thể là niệm chữ Di Đà tan chứng chưa nghiệp. Mà nếu chúng ta không niệm Phật rồi đó thì coi chừng là mình phải khổ. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy chúng ta căn dặn sau này mà có là dịch tả nữa thì hãy niệm Phật. Rồi vừa qua dịch 19 rồi, tiếp tục bây giờ sắp là dịch này, dịch 2003 sắp tới nữa. Cho nên Đức Thầy căn dặn chúng ta hãy là lục tự trì tâm là phương pháp. Nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Nhắc nhở, nhắn nhủ là để nhắc nhở cho bà con chúng ta từ trong nước đến ngoài nước hãy thành tâm niệm Phật đi, thì sẽ có Phật trời ủng hộ chúng ta, chứ không ai cứu nổi cho chúng ta đâu. Dù bác sĩ giỏi, dù thầy thuốc giỏi như thầy Ba Đạo giỏi cũng không thể trị nổi bệnh này, mà chỉ có 6 chữ Di Đà trị mà thôi. Đó, cho nên 6 vị thuốc căn bản đó là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường xuyên, thì 6 chữ này, 6 vị thuốc này độ mình, hay còn gọi là Phật A Di Đà mười phương độ mình. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, lớp đau chết kể thôi vô số là không thể tính đếm được, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Tà ma là gì? Tà ma tức là địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đàng tâm ấy, tạo ra cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Cái thời văn minh vật chất thời này, cái người mà không nghe lời Phật chỉ dạy là bây giờ nó cũng lãng hết rồi, thời kỳ này hỗn độn rồi. Là nhưng bắt phải gặp đời hỗn độn, tâu quân thần phụ tử rã rời rồi. Cho nên cái thời kỳ này là những người mà ngang ngược, những người không tu, những người mà chống đối với Phật thì tất nhiên coi chừng là nó thuộc gì, là ma quỷ, là người không tin trời Phật đó. Do vậy mà hôm nay cái hai câu này đồng đạo để hỏi lên thì chúng ta thấy nó cũng phù hợp với thời này. Nghĩa là thời này chúng ta, tôi khuyên tất cả bà con gần hoặc xa,
hãy cố gắng mà niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật, đúng theo lời thầy chỉ dạy. Sáng cúng rồi ngồi niệm Phật, chiều cúng rồi ngồi niệm Phật, rồi tiếp tục cái thứ hai, đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hay là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm, đi, đứng hay ngồi chẳng chấp. Vậy thì Đức Thầy cho chuyến này là kỳ xả tổ, nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Nghĩa là không còn kể vấn đề là lễ nghi gì hết trơn á. Có nghĩa là ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Hay là niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính thì tòa chương cũng gần. Cho nên ở đây tôi cũng có cái dịp để nhắc nhở phất sơ qua cho bà con đồng đạo xa gần, để chúng ta cố gắng mà hành trì pháp môn tịnh độ. Là thời kỳ này là nó rốt ráo, là thời kỳ này chỉ có niệm Phật là mới có thể cứu được, chứ ngoài ra chúng ta là không có thầy thuốc bác sĩ nào mà cứu nổi cái bệnh mà bệnh dịch xảy ra sắp tới đó. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, thôi bây giờ mình nói đại cương để cho bà con chúng ta nhắc nhở thôi, chứ từ trong tới ngoài, từ gần tới xa thì ai cũng biết được đạo pháp rồi, mà nhắc tới sáu chữ Di Đà ai cũng biết hết rồi. Còn vấn đề pháp môn niệm Phật thì đồng đạo chúng ta cũng biết là tất cả nhiều người đã giải trình vấn đề pháp môn tịnh độ rồi, mà chỉ mình nhắc phớt lại để chúng ta hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa ông Út, dạ kính thưa chú Ba. Cũng như hôm nay là ngày rằm tháng 2, như có nhân viên gặp chú Ba. Dạ thưa chú Ba, để mà xin giao duyên với chú Ba qua hai câu giảng của Đức Thầy: trong bá gia nhiều ít lòng trai, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Thì hai câu giảng này nó như thế nào, xin chú Ba chia sẻ cho bà con nghe. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông quý bà, kính thưa toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo nam nữ xa gần kính mến, kính thưa toàn thể chư đồng đạo, hôm nay cũng là một cái duyên mai hạnh ngộ mà vào ngày rằm tháng 2 năm Quý Mão đến gia đình của đồng đạo. Rồi đồng đạo cũng đặt vấn đề hỏi cho tôi hai câu giảng của Đức Thầy. Cho nên vì vậy mà tôi cũng để cũng hết lòng vì đạo pháp để trình bày cho bà con chúng ta hiểu biết được, và tôi cùng quý vị đồng tu đồng tiến. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ căn cứ theo cái phần mà trao đổi ở trong cái livestream này, không dám dài dòng, không lời nói đầu, không nói bung, mà nói gọn để chúng ta thấy cái chân lý để tu mà thôi. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi không dám nói dài dòng, đi sâu vào cái trách nhiệm của mình hôm nay mà đồng đạo là tư vấn. Qua hai câu giảng này chúng ta hiểu không lầm là Đức Thầy đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 ở tại Hòa Hảo, và dài 846 câu. Nhưng mà trong đó là đồng đạo hỏi tôi hai câu trích ra để mình trao đổi, thì cái nội dung của cái là quyển tư này là giác mê tâm kệ. Đức Thầy muốn nói đến cái vấn đề cái mê của chúng sinh ở thời kỳ Hạ Quân này như thế nào, và cái vấn đề con người biết giác ngộ tu ra sao. Thứ ba là mình cần phải xé ngay vào về tâm là căn bản, gọi là giác mê tâm kệ. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì tôi không dám dài dòng để đi sâu vào cái vấn đề mà hai câu giảng này. Giờ câu thứ nhất: trong bá gia nhiều ít lòng trai. Vậy thì Đức Thầy kêu gọi người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta phải thực hiện như thế nào? Trong là như gì? Chữ trong là gì? Chữ trong là trong này không phải là nói là trong trắng,
hay lịch, mà không có nói rằng là trong ngóng, mà chữ trong này là trong bá gia, chữ bá là trăm, là gia là nhà, bá gia là trăm nhà, có thể là tượng trưng cho là trăm nhà, ngàn nhà, muôn nhà, ngàn nhà cũng vậy. Vậy thì bá, trong bá gia nhiều hoặc ít để lòng trai, đặc biệt ít hoặc nhiều như thế nào, còn lòng trai ra sao? Như vậy thì ở đây nếu căn cứ theo người tín đồ Phật giáo hảo mà chúng ta thực hiện theo giáo lý Đức Thầy thì ít nhất là ăn chay 4 ngày. Mà Đức Thầy dạy chúng ta đó là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Và đồng thời ăn nhiều như thế nào? Nếu nhiều tiến lên là 1 tháng 4 ngày rồi, tiến lên là 1 năm 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 là nhiều hơn. Có thể mình nói cái chỗ tột đỉnh hơn là ăn chay suốt, là còn gọi là ăn chay trường. Là như vậy thì đối với vấn đề mà ăn chay ít với nhiều là Đức Thầy muốn nói rằng là ít là ăn 4 ngày mà nhiều là ăn tối đa là ăn chay trường. Nói vậy. Như vậy thì bây giờ tôi định nghĩa rồi, chúng ta tiếp tục để bình luận, nhận xét, để trao đổi sâu về giáo lý Đức Thầy. Lòng chay là gì? Lòng chay tức là trở về tâm chay. Mà nếu chúng ta ăn chay được rồi mà tâm chưa chay thì cái sự ăn chay này chưa kết quả. Do đó mà bây giờ chúng ta đào sâu lại, nghĩa là cái ăn chay này như thế nào. Ý một là chúng ta ăn chay là để giữ cho tròn vẹn cái giới sắc sanh mà Đức Thầy chỉ dạy. Cái giới này như thế nào? Nếu căn cứ theo giáo lý Đức Thầy mà Đức Thầy dạy 8 điều răn cấm, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ái phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Ở đây tôi muốn nói ngay trên cái chỗ giới sắc sanh là ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là lòng thương người, mến vật. Nếu người mà thương người, mến vật, đối với là ngũ giới nhà Phật là sắc sanh, đạo tạc, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tưởng. Như vậy thì hành được chữ nhân là không sát sanh, là cái giới đầu tiên. Tiếp nữa là hành được chữ nghĩa, là tất nhiên là không có trộm cắp bên ngũ giới. Lễ, hành được chữ lễ là không tà dâm. Hành được chữ tín là không nói dối. Hành được chữ trí là không uống rượu. Cái ngũ thường nó đồng nghĩa với là ngũ giới nhà Phật. Vậy thì ngũ giới tôi nói gọn lại là sắc sanh, đạo tạc, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tưởng. Vậy thì chúng ta ăn chay là giữ được cái giới sắc sanh đầu tiên. Còn gọi là giữ cái ngũ thường là chữ nhân đứng đầu. Thứ hai là chúng ta là nếu ăn chay là giữ được cái phần mà cái thân nghiệp là 10 điều ác. Thân nghiệp là sắc sanh, đạo tạc, tà dâm. Người mà ăn chay là giữ được cái sắc sanh đứng đầu trong thân nghiệp. Bây giờ nếu người ăn chay là kế tiếp nữa đó là để tránh đi cái nhân quả luân hồi sanh tử. Tiếp nữa đó là ăn chay để thể hiện lòng từ bi bình đẳng. Loài người, loài vật ai cũng biết ham sống sợ chết cả. Mà nếu chúng ta mà ăn mặn tức là chúng ta thiếu lòng từ bi, thiếu lòng nhân và không giữ giới, và dễ bị trả quả kiếp sau, và không có cái tâm bình đẳng. Bởi vì là
đối với loài người loài vật mà Đức Thầy nói là nhất thiết chúng, Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đức Thầy nói các chúng sanh đều có như ta, cho nên vì vậy loài người loài vật đều có Phật tánh. Mà nếu ai mà ăn những cái loài loài vật thôi, còn loài người thì người ta không dám động địa rồi. Như vậy thì tất nhiên là phạm cái tội sát sanh này, nó nằm ở trong một trong là bốn loài: noãn sanh, thai sanh, tấp sanh, quá sanh, những loài chim bay mái cửa. Thì Đức Phật nói noãn thai thấp quá quy tổ trùng ngư giai vị lai chư Phật chư, hoặc quá khứ đa sanh phụ mẫu. Có nghĩa là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, những loài chim bay mái cửa toàn là chư Phật đời sau hoặc cha mẹ của mình trong nhiều tiền kiếp đã là lộn lão với nhau, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con, mới kiếp trước đánh đòn đứa ở, kế kiếp sau làm tới bị đòn. Đức Thầy nói thêm, chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột. Cho nên vậy thì hôm nay chúng ta hãy kinh nghiệm lại. Đối với người tín đồ Phật giáo hảo, Đức Thầy kêu gọi chúng ta nên ăn chay. Nhưng mà Ngài cũng cho biết rằng Phật không ép ai ăn chay, cũng không suối ai ăn mặn, tùy theo trình độ và lòng nhân của mình. Bởi vì tùy theo cái trình độ, người này thấp ăn 4 ngày thì ăn 4 ngày, còn người này trình độ cao là phải ăn cho trường. Cho nên tùy theo cái trình độ. Và lòng nhân là gì? Cái lòng người mà biết thương người, lòng người mà biết thương vật, thì chúng ta không thể nào ăn loài vật được. Đó là cái tình từ bi. Do đó mà đối với người tín đồ Phật giáo hảo, chúng ta cần phải nắm bắt vấn đề ăn chay này. Mà nếu nói về vấn đề ăn chay trường, thì Đức Thầy nói là râu mài biết giữ đạo tâm chay, đắc quả thành công cũng có ngày. Thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tập chay, là làm chay đó chứ chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ tôi phân tích ra về vấn đề cái ăn chay này. Một là khẩu chay, hai là thân chay, ba là tâm chay. Đó là lòng chay mà Đức Thầy đã nói. Như vậy thì bây giờ khẩu chay dường như đa số ai cũng có ăn hết, nhưng chúng ta vì hành chưa tròn, ăn chay mới có cái miệng thôi. Cái miệng mình ăn chay, rồi mình đi ra đường mình giới thiệu tôi ăn chay 20, 30 năm vân vân. Nhưng mà hãy coi chừng kiểm điểm lại, kiểm điểm lại coi chúng ta thực hành có đúng cái cách ăn chay của mình chưa. Mà hôm nay nhân dịp này tôi sẽ trình bày cho đúng cách để tôi cùng quý vị sẽ ăn chay cho đúng đó. Như vậy thì bây giờ vấn đề khẩu chay là cái miệng mình ăn chay rồi, nhưng mà hãy kiểm tra lại coi cái thân này có chay không, cái thân này nó còn sắc sanh hại vật hay không, cái sắc thân này còn đánh đập hay không, cái thân này là còn ghét những loài vật như thế nào đó, thì tất nhiên là cái thân này chưa có chay. Bây giờ cũng có người nói thế này: chú ba ơi, tôi ăn chay, bà con dòng họ tôi thì đi cào cá, mà về cá linh, cá sặc, cá rô gì nhóc ở trên đổ vô trong khạp, mượn tôi là phải là giọt sóc cho nó ra vậy. Rồi như vậy được không chú ba? Tôi nói sóc thì được, mà có điều là mình sóc nó là cái thân này mình đã phạm cái sát sanh. Cái miệng mình thì nó ăn trọn rồi, nhưng mà cái thân này mình còn sọt con cá cho nó trầy da chóc giải thiếu đường muốn chết ngất ngư trơn à. Vậy thì mình cái thân này chưa có chay đó. Cho nên vì vậy mà đồng đạo chúng ta kỹ lưỡng lại là thân mình, coi chừng mình phạm giới không hay. Rồi nói vậy thì đồng đạo chúng ta hiểu thêm, chúng ta giữ làm sao cái thân này đừng cho phạm sắc sanh đó. Rồi tới ý chay như thế nào?
Bây giờ thay vì mình đã là ăn tương miệng ăn được rồi, tôi cho quý vị là giữ cái thân này nó trọn rồi, nhưng mà ý coi chừng bị sơ sức nữa. Bây giờ thí dụ như cái ông này, ông hồi xưa đó là ông chuyên gia về nuôi vậy là dịch hẳn, nhưng mà người ta lại hỏi Tràng ơi, ông Bảy ơi, hồi trước ông nuôi dịch hẳn hay lắm, giờ ông chỉ cho tôi cách nuôi coi. Thì mình vô tình và cái nghề cái nghiệp của mình nó quen từ trước đến giờ, cho nên phải chỉ người ta, đó là phạm rồi đó quý vị. Phạm ý mình phạm rồi, phạm cái tội rồi. Chỉ người ta nuôi cá dồ, chỉ người ta nuôi vật, chỉ người ta là đào đìa để bắt cá thì coi như là cái này là thất bại rồi, nên mình đã phạm rồi đó, phải không? Dạ. Cho nên vì vậy mà ở đây khẩu chai phải giữ cho tròn. Nếu nói theo 10 điều ác, miệng không lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu vọng ngữ, là miệng mình mới sạch sẽ được. Rồi thân này không có sắc sanh, không có đạo tặc, không có tà dâm, thì cái thân này mới sạch sẽ vấn đề ăn cho trường. Còn cái tâm này cần phải giữ là không có tham lam, sân nộ, mê si. Như vậy thì cái ông này nó mới tròn vẹn thân khẩu ý, là ăn cho trường mới rút ráo được. Vậy thì cái ý tức là lòng chay, cái lòng này nó quan trọng lắm. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề ăn chay này là chúng ta cần phải thận trọng. Ở đây tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện Đại Cương thôi, không có thời gian để nhắc nhiều câu chuyện. Lúc Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình, ngày một buổi chiều nọ thuyết pháp, trúng cái ngày 4 ngày ăn chay, mà mấy cái ông mà làm đáy ở dưới sông á, lên nghe Đức Thầy thuyết pháp. Nhưng mà thật ra đang nghe thuyết pháp mà cái tâm ổng nó không có yên, con mắt nó dòm xuống dưới đáy coi nó có ai á là đụng là ai phá gì không. Thành ra ở đây nghe đạo mà thật ra cái tâm nó ở dưới cái đống đáy không. Cho nên Đức Thầy thuyết pháp xong, Đức Thầy mới hỏi với mấy người đông đái, mới hỏi chứ mấy ông bữa nay á, là ăn mặn hay ăn chay? Nói dạ thưa Thầy, con là tín đồ của Ngài, con nghe theo lời Thầy chỉ dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc, à hôm nay con ăn chay. Đức Thầy nói ăn đúng theo cái nguyên tắc tôi chỉ là đúng rồi, nhưng mà hôm nay tôi cho mấy ông là ăn mặn đó. Mấy ông hơi sửng sốt, Tràng ơi, người ta dạy ăn chay 4 ngày còn tôi sao bữa nay ông lại dạy mình ăn mặn, ai cái này nó hơi ngặt à, không? Thành thử ra bây giờ là hai ông này mới nghi năng. Lúc bây giờ Đức Thầy tiếp tục nói thêm, nè tôi cho ông bữa nay ăn mặn thì ông chỉ ăn khoảng vài cân cá là đủ rồi, còn ngược lại là ông là đống đá ngày hôm nay là 1-20 giả cá, ông so sánh lại cái nào nó hơn cái nào. Tất nhiên là ăn chay một ngày nay mà ông đừng có đống đá cho tôi. Đức Thầy muốn gài khéo thôi, ý muốn nói rằng là ăn chay là phải là giữ cho tròn cái giới sắc sanh mới được, à ý nó vậy. Ăn chay mà thấy cá rẻ mua nữa ăn chay mà gặp cá rẻ mua nữa là thất bại nữa. Ở bữa chiều nay ngày nay là ngày rằm ăn tương, người ta bán cá nó rẻ, rồi cá lóc bự không à mà nó rẻ rẻ à, thôi mua lộng để ngày mơ ăn, thất bại nữa, phải không? Thành ra ngụ ý nói tóm lại nội dung Đức Thầy dạy, mình ăn chay là mục đích để cho mình tránh cái phạm tội sát sanh, đó là hai là tránh đi cái nhân quả luân hồi. Dạ. Yeah. À, cho nên cái vấn đề ăn chay này, nó nhiều lắm, nó nhiều câu chuyện mà nhiều chỗ mình nói, mà đều nói thì không có giờ, không có thời gian, mình cắt khúc thôi, nói đại cương thôi. Như vậy thì bây giờ tôi nói qua thêm nữa thì đọc thêm câu nữa rồi bình luận thêm. Trong ba gia nhiều ít lòng chay để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Giữ trọn mà giữ như thế nào mới trọn? Trong nền Phật Pháp
cái nền Phật Pháp, cái nền Phật giáo và hảo đức thầy dạy chúng ta, đặc biệt là chay 4 ngày là cha trường, nói gọn vậy. Nhưng mà muốn giữ cho tròn cái 4 ngày và tròn là cha trường như thế nào, chỗ này coi chừng chúng ta bị sơ sức. Cái người nào mà ăn chay 4 ngày 14 rằm 29 30 muốn giữ tròn, người này 4 ngày này không phạm sắc sanh mới giữ tròn ông Úc. Yeah. Còn nếu mà mình á mà còn trong 4 ngày này còn phạm giới là người này giữ chưa tròn. Đúng rồi. Rồi. Như vậy thì tiếp tục cái người ăn chay trượt nó gắt ở chỗ này. Đa số tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta ăn chay trường người chục năm, hai chục năm, ba chục năm, bốn chục năm, mà đức thầy nói sao tu hoài chẳng thấy ai thành là sao? Tại vì làm chưa tròn, phải không? Bởi vì người ta bốn ngày ta giữ tròn mà mình ăn chay trường giữ không tròn, phải không? Phải không? Như vậy thì hỏi lại trong một cái kiếp của mình hiện giờ mình ăn chay trường suốt hoài mà có phạm giới sắc sanh không? Nếu phạm thì chúng ta kiếm cách để chỉnh sửa lại. Ở đây tôi không dám nói nhiều, nói nhiều thì đụng chạm đồng đạo chúng ta hãy giận tôi, nhưng mà thật ra thì nói để tu sửa với nhau chứ không phải nói để mà móc moi để rồi nói xấu anh em với nhau. Mà chính tôi cũng đang là kiểm tra lại coi tôi ăn chay trường mấy chục năm nay mà tôi còn phạm giới hay không, phạm giới sắc sanh á, thấy không? Mà nếu tôi còn phạm tức là trong cái ăn chay trường tôi nó cũng chưa tròn. Bây giờ nói cái tròn tức là trọn vẹn rồi. À. Thì cái đó nó có phạm trong cái thời gian đó, trong 5-7 năm đầu, nhiều khi á mình ăn chay, mà vợ con mình nó chưa có ăn chay. Gần cái lúc mà xuống cái đường mương đó, con cá bắt chân đó, mà rồi nó mới chạy lên theo cái đường nước. Đó về vợ con ăn. Bắt làm gì? Nó phạm cái đó đó. Nó cũng phạm luôn. Đó, phạm, thì phạm đó. Nhưng mà trong đó thời gian mới tu. Mới tu. Thời gian từ từ này, mình dẹp cho nó sạch. Thời gian này có thể mình sạch sẽ rồi, đâu còn nữa. Bây giờ tôi nói thế này, đồng đạo chúng ta thí dụ như ăn được 30 năm, tôi cho là 10 năm đầu là mình còn phạm đó. Đúng rồi. Dù giáo đầu mình còn sơ sức. Nhưng mà cái người 20 năm, 30 năm coi chừng sơ sức không hay. Cái này mới là rối chứ. Tại sao? Sao tu hoài mà chẳng thấy ai thành, bởi chứ tu liền với chứ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Đó. À, cho nên hôm nay cái vấn đề mà cái đề ăn chay này nó cũng rất là hay, là để mình ôn lại. Chứ chúng ta ôn lại rồi chúng ta kiểm tra lại. Có nhiều người giới thiệu 50, 30 năm ăn chay nhưng mà cũng vẫn còn phạm giới như thường. Mà phạm giới là không thành công à. Nó khó vậy đó. Cho nên vấn đề là trong ba gia nhiều ít lòng chay để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Do trong cái vấn đề trong Phật Pháp á, chúng ta cần phải nghiền ngẫm kỹ càng, là phải là gạn lợi. Cái người ăn 4 ngày có thể người ta giữ được đó Úc, giữ được. Bây giờ trong 4 ngày ta né tránh người ta không cho phạm. Mà nói ra tôi không dám nói nữa. Vậy biết rồi. Nếu ai là người ăn 4 ngày muốn giữ cho tròn giáo lý Đức Thầy đã chỉ dạy trong nền Phật Pháp thì 4 ngày kiểm tra lại coi mình làm sao né tránh đừng cho phạm. Cho nên nó, ông mới tròn. Trong ý đó ông cũng hay, nhưng mà tôi có ý này. 4 ngày hay phạm nhiều hơn cái ăn trường. Ăn trường nó không có nhớ. Có ngày nào cũng làm hết. Còn có 4 ngày đâu biết không? Khi nhớ khi quên. Và ông tính đấy. Thành ra từ cái chỗ đó nó khó đạt được. Nó thua ta. Tôi nói ông thế này. Nói ra nó chạm, ông nói nó cũng đúng nhưng mà ngược lại thế này. 4 ngày người ta giữ được rất là dễ, ta không phạm tội sắc sanh. Nhưng mà ông suốt cả đời ông ăn chay coi chừng ông đã là làm ruộng làm rẫy mình nó phạm không hay. Nói vậy thôi, bà con đồng đạo tự giác tự sửa. Nó quan trọng lắm.
bây giờ... mà lại bây giờ ta đòi làm cho nhiều nữa, cái danh nó lớn nữa đã, thì nó càng tẩu nhiều. Bây giờ nó có hai cách khổ mở. Mặc dù làm lúa làm ruộng thì tất nhiên phải xịt chết tất cả các loại thuốc. Cái đó ông Út nói nghe quý vị. Nhưng ngược lại đó, trong đó đó nó cũng có phần tội mà cũng có phần không tội. Là gì ở đây đó, có lợi có hại. Có lợi có hại, bởi vì cái này đó không phải là cố ý đó, nhưng là bởi vì á không xịt tất nhiên á không có lúa mình ăn. Mà có lúa mình ăn đó đã lợi cho mình mà lợi tất cả nhân loại chúng sinh. Cho nên trong đó nó có cái phần đặc biệt. Thì ở đây qua những cái phần mà tất cả các côn trùng đó mà mình xịt mà chết đó, thì cái đó ông thấy không? Mà sao mà tội mà nghiệp mà trả, thì không làm gì trả. Bởi vậy làm sao mà trả? Đây tôi góp ý. Trong một cái tội á, nó có tội là cái tội là cố ý hay là vô tình. Vậy đó. Phải đấy. Tội vô tình còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình lịch sử không tha. Bây giờ cái tội cố tình là một, ngoài mày cắn nó tôi vô mà cái mạnh nó đau mà quấn mạnh mình nó đau còn ngặt mình cũng quấn mạnh nhẹ nhẹ chết mà cũng chết nhưng mà nó nhẹ tại thì cắn tao đau không thú ngoài mày cắn gì vô thì tao đâu có đập mạnh đâu. Vậy thì trở lại tóm kết hai câu giảng này, trong bá gia nhiều ít lòng trai để giữ trọn trong nền Phật pháp. Ở cái hai câu giảng này ở trong cái quyển tư là Đức Thầy sấy vào tâm người tu hành trở về tâm và liên quan với cái tướng, mà nhất là cái tâm chai nó quan trọng hơn là cái tướng chai. Mà cái tướng chai thì người ta hay thường giới thiệu quảng cáo, mà cái quảng cáo giới thiệu hình tướng thì nó không đạt bằng cái chỗ tâm chai. Do đó mà Đức Thầy dạy chúng ta đó, nếu người nào ăn chay 4 ngày phải giữ tròn giới sắc sanh, không cho phạm trong 4 ngày. Đó là giữ tròn đó ông Úc. Còn cái người ăn chay trường thì phải giữ tròn ăn chay trường, ngày nào cũng giữ hết suốt cả cuộc đời của mình. Như vậy nó mới là tròn. Còn nếu sơ sức, mà cái sơ sức này, cái vô tình và cái cố tình, nó hơi có chế giảm chỗ này. Là đọc lại câu hồi nãy, tội vô tình còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình lực sử không tha. Mình cố tình giết nó khác, vô tình giết lại nó khác. Rồi hơn thế nữa, Đức Thầy dạy chúng ta khẩu chay, thân phải chay, rồi tâm cũng phải chay. Như vậy nó mới thành công viên mãn đối với người tu. Như vậy mới là tròn vẹn ở trong cái vấn đề là để giữ trọn trong nền Phật pháp. Phật pháp thì Đức Thầy dạy chay 4 ngày là ăn chay trường 2 phần. Cho nên chúng ta phải ăn 4 ngày phải giữ 4 ngày cho tròn. Ăn chay trường phải giữ chay trường cho tròn. Đó là theo mỹ ý Đức Thầy đã dạy. Vì cái đó đó thầy đó nói đó, thường chay 4 bữa hoặc giả thường chay, là nó là coi như trong bá gia nhiều lúc đồng chay phải giữ trọn, và tất nhiên mình á ăn phải đúng đến chừng nào mình chết thôi, chứ không bỏ nửa chừng không bỏ dùng, mà mình đọc đường xuyên đọc sát là bởi vì mình nó làm cái đó trọn. Tất nhiên dù bốn này cũng vậy, mà thường chay cũng vậy. Cái đó là tu bị rớt rồi. Vậy thì cái câu chuyện là, cho nên nói cái này đó, cho nên kể lại cái chỗ này, tất cả đồng đạo mình một số bị lật gọng rồi đó, là anh ta trường một ông mười mấy hai chục năm á, mà khi đau bệnh rồi đó thì lại nó coi mà giờ ăn nữa đó thì tất nhiên phải chết. Thì tất nhiên là bẻ lại, tất nhiên đâu ăn được, là ăn như dài chừng là năm mười bữa nữa, tháng mười bữa thì lật gọng chết. Ông tính thì đâu có trỏ gì đâu mà vô qua hảo sợ chết, nhưng mà cuối cùng cũng chết. Thì cái đó là cũng cái thử thách đó, đúng đấy. Coi như mình phải trung can nghĩa khí hay không, mình có hết lòng vì đạo hay không, mình hết lòng vì cái ăn chay hay không. Ví dụ không vậy biết thôi. Không là hồi đó thằng thợ đâu biết không thợ không
Tính quá thở không biết sao được. Đó, ông tính nó ăn chay cũng là ngon lành, cũng hạnh tu cũng là ngon lành đó. Nhưng mà cuối rồi, đó là ông thấy. Như Đức Thầy nói cái câu như thế này, là trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Như vậy là ngụ ý Đức Thầy nói là mình bị đói hay sao, hay bị thế nào? Thì qua hai câu giảng đồng đạo hỏi lên đó, thì trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Thì cái thời là Đức Thầy ra đời năm 1939. Từ đó thì nó trở về sau, nó có một cái thời gian người ta cũng đói khát khổ sở, quần áo không có mặc. Cho nên là Ngài thấy vậy rồi Ngài phải đi là thuyết pháp 107 lần ở các nơi để kêu gọi tất cả mọi người là khuyến nông, khuyên người để làm ruộng, để phá điền mà banh ra làm hết đi, đặng mà nuôi mấy nổi. Chứ thời bây giờ nó sắp đói kế bên rồi đó. Là phương bổn đạo phải không? Từ nay kim chỉ. Cái danh từ kim chỉ là gì? Cái danh từ kim chỉ là chắc mốt, là cái chuyện nhỏ nhặt nhất, cho đến cái chuyện lớn cũng phải là dành dụm gom nhóm. Cái nào phải xài, cái nào không phải thì thôi. Chứ không phải mà ăn bừa bãi quá, vì thời kỳ này nó khó khăn. Đối với nhà nghèo sắp đến bây giờ là vì cái thời gian đó là nó là ở ngoài cái miền Bắc đó, là đói có thể là ta ăn là lá cây, ăn là da dép nè, đói dữ lắm á. Thầy là thiết ở miền luôn đó. Thầy nói sau khi mà thầy kể lại đó, là ở miền Bắc đó, là cái năm đó chết đói đó. Cái bà này nè, bà có chừng 50 mấy 60 tuổi rồi, mà cái đứa con bà nó kế bên bà. Bà tính là ăn thịt con, nhưng mà cuối cùng không ăn thịt con. Bà mới là lấy là rơm đó, bà thồn vô, ăn rơm. Rồi da dày, da dép, lột ăn chung vô đó. Thì chết rồi nó mới ra loại mấy cái đó ra, mình mới thấy. Thầy bị kể cái chuyện đó là thầy là giờ mới luôn rồi. Thầy có nói cái một chuyện đó nè. Đó, phải ghê không? Đối với nghèo sắp đến bây giờ mà tính cái đó nó chưa được là một năm đó, là 8 tháng mấy thôi chứ chưa được mà một năm đó. Nói chuyện đó thì dữ dằn lắm, chứ không phải là ấy đâu. Thì cái này Đức Thầy không phải nói pháp môn, mà cũng không phải nói cơ, mà nói thực tế. Thì phiên bà con chúng ta hãy ráng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Để rằng mình có mà sống, có rồi mình tu. Ăn để mà sống tu, chứ không phải là ăn để mà để bụng. Ví dụ vậy. Thành ra thôi bây giờ đại ý của hai câu này thì mình đồng đạo mới gửi lên, hỏi lên là tất nhiên muốn nói Đức Thầy muốn nói thực tế là phải sống làm sao, phải kiêm chỉ, phải ăn uống cho gọn ghẽ, để cho đừng có nghèo khổ đối khác. Và cái cảnh đói nghèo nó sắp tới cái bên đó là ở ngoài miền Bắc đó. Mà chính Đức Thầy thuyết pháp như ông Út đã nói đó là ở Mỹ Hùng, mà là Mỹ Luông, ở tại sân banh Mỹ Luông. Thành thử ra Ngài muốn nhắc lên cái chuyện đó. Rồi vì chỗ đó mà Đức Thầy mới đi là khuyến nông, là 107 lần vừa khuyến nông kêu gọi mọi người làm ruộng lúa, rồi khuyên mọi người răng lo tu. Đó, vậy thôi, bây giờ đến đây xin tạm dừng. Thân ái kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.